1, 2, 3. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với S Channel. Và bây giờ là tiết mục cảm xúc ăn những món ăn trong show tọc mặt. Tô tô ăn quay rồi. Tô đó tô thì ăn rồi. Quay rồi luôn á. Ê tao thì ngang ăn mấy ngày dính, nó dính, không ăn được. Có mặc dù ghê thì ghê chứ rất là tốt cho sức khỏe. Ăn cái này chị bệnh ấy, nên nó giống đậu hũ không chị? Nó giống mà sát cà phê với chị. Nó không có phải là còn mùi cà phê nồng nặc nữa mà đúng. Nó bay bay bớt rồi. Bác ăn nhiều mà không ăn. Nhưng mà nó để lại cái hậu là nó nồng thôi. Nó cứ nồng cái miệng thôi. Cái vị thì nhạt nhưng mà cái mùi thì nồng. Tao à, nhìn nhai chết cha luôn á, người không người niềng răng mà cứ bắt ăn nhai nước sống không à. Chết Đình Huy. Cái này là chỉ có chết Đình Huy thôi. Trời, cuộc đời em 20 năm nhà em làm khổ qua rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ em đụng tới cái đũa em mình đúng cho cái nồi khổ qua, hoặc là không bao giờ em ăn cái đũa đó chị. Em biết sự đắng của nó lắm. Em ơi, cuộc đời có nhiều cái khổ lắm. Mình ăn cái khổ cho nó qua đi thì mình nên ăn khổ qua. Không ngon như ở Hà Nội. Bắn gì bắn thì chết luôn á. Chính giả rồi. Cái khổ trong người nó đang thấm đậm trong chị. Cái khổ nó thấm em. Nhưng mà nó đỡ hơn. Đặng hả? Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Kiểu hai cái món mà mình không bao giờ mình ăn. Một là thì dạo này mình có ăn một chút xíu cho có hương có hoa, nhưng mà khổ qua đó giờ là mình không ăn. Mi tu kiểu nói chứ do mình giàu mà ăn khổ là gì. Trời đất ơi. Tạ tìm để story em, nhắn tin để chung đi em. Xúc động quá, chưa bao giờ được ăn một món ngon như vậy đúng không Hằng? Đâu cho anh xin cảm xúc coi. Giờ em mới thấy sự khổ anh nhìn nhẹ. Bánh trung thu nước mắm. Thì là bánh trung thu với nước mắm thôi mà. Ơi mình không ăn được. Mùi nước mắm nó đồng quá à. Bây giờ nước mắm gì vậy? Món này bình thường, em nói không có nước mắm thì được. Cũng bình thường, ngon bánh này ngon. Thiệt kệ. Ừ. Tanh quá. Tanh quá. Cái bánh này nó tanh quá. Tụi bay xài nước mắm gì vậy? Trời ơi. Hơn nữa là nó chọn bánh mặn chứ phải bánh ngọt. Ừ. Hay có mấy cái hàng bánh trung thu rất là nhiều và sau khi mùa trung thu vẫn còn những cái hàng đó tại vì ế xong kiểu mua 3 tặng 1, mua 4 tặng 1. Cái nào này từ đó ra. Anh nghĩ bánh này là mua 1 tặng 10 rồi đó. À nó giải lên men thì uống rồi. À, uống được, uống nhiều ngủ á. Mãi mãi là anh em. Chua quá. Đây là chua quá. Trời ơi, tưởng tượng được lúc mà nút vô á, nó như có ngàn cái kim nó đâm. Trời, cái này á mình kiểu hồi mình giảm cân á, mình chỉ dám cho một muỗng vô một cái chai, một lít để nó cho mình uống nguyên chất. À dạ, mình uống xong cái mình xỉn nha. Cái mình xỉn. Cái chương trình xin phép khép lại. Ồ, hợp lý em. Không có nghĩ nó bình thường đi nó là. Không, nó không có bình thường. Mọi người đừng nghĩ nó là nước giải giống như nước giải của mọi người. Mà nó là cái nước giải. Mùi men. Mùi men. Nhưng mà em thấy nó giống kiểu mùi rượu á. Thiên quá, giống mùi rượu quá. Giống lắm. Chua quá. Nhưng mà cái giấm táo này thường người ta là phải pha loãng ra. Chứ để vậy thì nó đặc lắm. Hơi đặc. Nó đặc quá. Ý nó hết ngon rồi. Lô. Đây là món đun dừa. Món này thật sự là món khoái khẩu của mình. Ủa mà anh này thiếu tâm rồi. À, tâm chi? Trời, mọi người chờ xíu. Ăn cái này phải có tâm. Chúng ta nên dừng lại. Không, thực tế là tao ăn được nhưng mà tao không muốn xét xanh nữa. Tại vì tao tạo nghiệp nhiều quá. Tôi Trần Phú Tiến là một người sống hướng thiện, không sát hại loài vật xung quanh. Tôi thất bại trước món đun dừa sống. Nếu nó chết rồi tôi có thể ăn được. Em tổ chức ăn rồi. Chị mua cho mọi người ăn, chị chưa ăn. Mình ăn chứ làm sao. Rồi. Nó tầm
cái vị chết vị... rồi, có một con chết rồi. Chết một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bỏ không ăn được tại vì nó chết rồi. Cái nước mắm thôi, mình phải nghĩ tới nước mắm. Mà nói trước chị nó tanh lắm nha. Thôi đừng bỏ đi. Ăn ngon nè. Yummy. Yummy yummy. Lấy cái tâm để cho cái răng nó cắn cái tâm. Cắn vô, cắn rồi. Cắn rồi, xong rồi mọi người. Ê, có cái nổi nó gì nó biết. Ê, 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 Jackson, Jackson, ui. Trời, nó béo, nó ngon. Mày đầu con dở ra rồi. Ư, ngủ không được. Trời, nó ngon. Ui, thôi, em được chối, em với anh thôi. Ủa, ủa mình có được chịu thua không? Được. Bây giờ nó đâu không ăn cái củ qua. Mẹ. Tao mới ăn có một chén cơm thôi á. Có ớt cũng được. Thấy nó không hề gai đâu chị, nó chua chua. Không, nó bình thường. Nó chỉ có mùi ớt thôi. Ủa Ủa, trời tức. Ăn rồi, cay trời lắm. Nó cay cay, nó có cái vị của mấy cái hạt ớt á. Trời sao ăn mà đau khổ vậy em, ăn với vui chứ. Không, nó thơm mùi ớt chuông lắm luôn á. Thơm mùi ớt chuông nhưng mà cái món gì nó quỷ vậy trời hả ơi. Cái này chấm một cái thì được chứ bỏ lên. Không, cái này mà mẹ ú xào thịt bò này nữa thì ngon. Ừ, đúng ha. Ừ, cái này xào, bò. Xào thịt bò hay không, xào. Không, cái này là một loại gia vị mình không có ăn được. Đúng rồi, gia vị thôi chứ mình đi làm sinh tố chi phí ớt luôn. Trời ơi, ủa đi mua phải kiếm được con gà nè. Cái này là không, nhiều khi con gà đen còn sống chặt ra luôn á. Tự nhiên cái đang đi mổ thóc cái mất, thấy mất cái phao câu. Ủa tại sao không nhổ lông nó ra đi mọi người. Biết con gà còn lông. Và chẳng lẽ bắt cuốn mình thua. Ừ, em thua kỳ lắm, ai coi gà gì đúng không, chị gì thua nãy rồi. Còn đó. Tất nhiên là tôi thất bại rồi. Tôi thất bại trước món phao câu gà còn lông lẫn chẩn lẫn chẩn lẫn chẩn. Tôi Trần Phú Tiến là một người đang giảm cân và chế độ ăn theo thì nghiêm ngặt. Tôi xin thất bại trước cái món đầy calo này. Cái này là cái lý do mà mọi người ghét phao câu nè. À, cục ngay đây nè. Tại vì phao câu là món khoái khẩu của mình, cho nên mình sẽ ăn. Không có gì đúng không? Cái lý do mà mình thích phao câu quá tại vì nó béo. Tanh lắm. Nó hơi bở, nó không có thịt như mình nghĩ. Tanh quá. Con này bị gan nhiễm mỡ. Vậy là cái anh chế biến, là anh chế biến anh chưa có rửa đó nha. Không, chứ là đáng lẽ nên nó phải làm kiểu khác vì nó sạch sẽ, là nó nướng này nọ thì nhìn nó hấp dẫn hơn, còn cái này nó luộc nhìn nó nguyên con ghê quá à. Sợ quá, nhìn tôi ác mắt luôn, đắp mắt thịt da luôn. Đây là cái hôm mình đi Hà Nội quay tộc mà xô á, mấy cái món nó ngon lành, ngon, đơn giản luôn á. Không, thực sự mấy cái món này thì ăn được. À, và đó là số ăn đồ ăn của tộc mà xô ngoài Hà Nội. Và tụi mình cảm thấy là những món ăn từ khó ăn tới khó ăn nhất này thì nhìn chung thì mọi người vẫn cân được hết đó. Trừ cái con đun dừa nho nho kia thì có thể là một số người sẽ ăn được nhưng một số người sẽ không ăn được. Đối với em con đun dừa là con khó nhất. Ờ, đối với em đun dừa khó nhất á. Đối với em con đun dừa là con dễ nhất. Cái khó nhất là cái khổ qua, sốt ớt. Và cảm ơn máy bay cũng như là Châu Giang vì đã khen những cái món này ngon. Ừ, và mang những món này về đây, cảm ơn hai người nha. Ok, chúc hai người luôn luôn hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc. Ok. Chúng ta là người được quên like và subscribe cho Ok, và cũng đừng quên ủng hộ cho cảm xúc.